Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tự học đồ họa và tôi là Trịnh Đức Dương. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cái cách để chúng ta có thể thêm các cái video âm thanh hoặc là hình ảnh vào trong Camtasia một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Như các bạn thấy, đây là giao diện của phần mềm Camtasia và phía trên này chúng ta có phần Media Bin. Thì nếu như các bạn không thấy giao diện giống như thế này thì các bạn có thể chọn, tùy chọn ở phía bên tay trái của chúng ta. Các bạn chọn vào Media Bin thì nó sẽ hiển thị ra một cái khung như thế này. Thì trong này chúng ta có một số cái lựa chọn, ví dụ như chúng ta có thể thêm được các cái video quay màn hình, thêm video, thêm file âm thanh và thêm hình ảnh. Đó là những cái tùy chọn mà Camtasia cho phép bạn làm việc với phần mềm. Để thêm được một cái video hoặc là một hình ảnh vào trong Camtasia thì các bạn sẽ có tổng cộng là 3 cách. Cái cách đầu tiên là các bạn sẽ click vào phần Import Media. Trong phần này thì các bạn sẽ tùy chọn đến cái phần video mà các bạn muốn thêm vào trong phần Camtasia của mình. Ví dụ như tôi chọn video này, sau đó tôi chọn Open. Thì lúc này phần mềm của chúng ta sẽ tiến hành thêm được cái video vào trong phần Media Bin. Và để cho cái quá trình chỉnh sửa video của chúng ta được bắt đầu thì các bạn sẽ giữ chuột vào trong phần video của chúng ta. Và chúng ta sẽ kéo và thả trực tiếp nó xuống phần bên dưới của thanh timeline như thế này. Thì lúc này video của chúng ta sẽ được tự động bật lên trên phần project, hay còn gọi là cái khung chỉnh sửa video của Camtasia. Đồng thời các bạn cũng có thêm một số cái lựa chọn để các bạn có thể hiển thị ở trong phần Media Bin. Trong đó thì chúng ta có thể hiển thị dạng icon hoặc là chúng ta có thể sử dụng dạng checklist giống như thế này. Thì tùy vào cái thói quen của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn hai hiệu ứng này. Bây giờ nếu như các bạn muốn thêm một video khác thì các bạn có thể click vào phần dấu cộng. Và trong này thì chúng ta sẽ lựa chọn vào phần Import Media. Trong này thì các bạn có thể lựa chọn 1, 2 hay là nhiều các cái hình ảnh khác nhau để chúng ta có thể tiến hành thêm vào trong phần Camtasia của chúng ta giống như thế này. Thì các bạn thấy như vậy. Và tương tự, để có thể thêm được cái video này vào phần chỉnh sửa và cắt ghép chúng thì chúng ta chỉ cần giữ nó và kéo xuống phần thanh timeline ở phía bên dưới này, đặt nó vào một vị trí thích hợp và chúng ta sẽ hoàn thành được cái quá trình như vậy. Cái cách thứ hai là cái cách mà tôi thường xuyên làm nhất với lại Camtasia, đó là tôi sẽ kéo thả trực tiếp cái video của tôi vào trong phần mềm bằng cách là các bạn chọn vào folder này. Các bạn sẽ tìm kiếm đến cái video của chúng ta. Sau đó các bạn giữ chuột trái vào trong video này. Giữ chuột trái, kéo và di chuyển cái video của chúng ta xuống biểu tượng của Camtasia bên dưới thành toolbar. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển, tiếp tục giữ chuột, di chuyển cái video của chúng ta vào cái vị trí ở phần Media Bin hoặc là thanh timeline. Nếu như chúng ta thả vào phần Media Bin như thế này thì phần mềm của chúng ta tương tự như cái việc chúng ta vừa thao tác import file vào. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn thả trực tiếp cái video này vào thanh timeline thì các bạn cũng làm tương tự. Tôi thực hiện lại này. Từ folder, các bạn chọn video mà muốn chỉnh sửa, sau đó di chuyển xuống phần biểu tượng trên toolbar và thả trực tiếp vào trong phần thanh timeline như thế này. Lúc này video của chúng ta vừa được thêm vào thanh timeline, vừa được thêm vào trong phần Media Bin, và lúc này chúng ta có thể chỉnh sửa video một cách nhanh chóng và hiệu quả bên trong phần Camtasia. Và như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể thêm được cái video vào trong Camtasia. Trong các video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể chỉnh sửa và tùy biến cái video và sử dụng phần mềm Camtasia một cách hiệu quả nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.